Thời gian qua, nhiều người dân than thở họ đã mang hàng trăm triệu đồng tích góp nhiều năm ròng tới gửi ngân hàng SCB. Thế nhưng sau đó thì bà con tá hỏa vì không có khoản tiền tiết kiệm nào cả, mà chỉ có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Manulife. Từ hy vọng nhận lãi cao, giờ họ lại mất ăn mất ngủ vì sợ gần như mất trắng khoản tiền đã gửi. Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 34 bộ hồ sơ tố cáo phản ánh về việc bị hô biến từ tiền gửi tiết kiệm SCB sang bảo hiểm nhân thọ Manulife. Vào chiều ngày 18 tháng 4, nhiều người dân đã tới Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM để nộp đơn tố cáo ngân hàng SCB liên kết với công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam có hành vi chiếm đoạt tiền của khách hàng. Khách hàng cho biết được tư vấn đầu tư gói Tâm An đầu tư với cam kết sẽ sinh lợi nhuận cao. Sau đó khách hàng phát hiện đây thực chất là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chứ không phải là hợp đồng gửi tiết kiệm. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM vừa tiếp nhận 34 bộ hồ sơ gồm đơn tố cáo, hồ sơ liên quan đến việc ký kết hợp đồng bảo hiểm Manulife Việt Nam, tài liệu về việc chuyển tiền bản photo. Phía công an cho biết đơn và tài liệu này sẽ báo cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.